thấy nó gịch nhẹ quá mà sao cái gì đây? Trời, cá bự lắm các bạn. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Cá này cái gì trời? Mình thấy luôn rồi các bạn. Thấy cái giỏ cá sẵn các bạn ơi. Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay trở lại sông Bé mình câu cá lăng nha các bạn. Vì mình thấy nước nó đổ quá, mấy ngày trước mình đi thăm bẫy nước đổ dữ lắm các bạn ơi. Thì đầy sông luôn rồi. Mình nghĩ nó sẽ có cá nha các bạn. Mình qua mình đi săn cá lăng thử coi. Hôm nay chút xíu nó rớt ổ bánh mì luôn các bạn. Mình mua ổ bánh mì mà ngã cái vỏ mà không. Mai không hồi nữa mình hỏi rồi. Thì hôm nay mình quyết định đi săn cá lăng thì mình chiến cả ngày luôn nha các bạn. Mình có mang theo đồ nghề nhà mì này, tôm này kia được các bạn. Ngày trưa mình có đói bụng mình nấu mình ăn luôn nha các bạn. Câu hôm nay là mình đi mình chiến chiều tới chiều mình mới về nha các bạn. Giờ này tầm khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ các bạn. Và bây giờ đâu mình chạy vô trong kia chút mình không nha các bạn. Cái bến ghe mình thường đậu đây nè. Hy vọng là hôm nay lên chiến trúng bánh cá lăng này các bạn. Rồi nước đầy sông luôn rồi các bạn. Nghe lên đầu trên nữa các bạn. Khu vực này có cái chòi nuôi cá các bạn. Người ta hay mở nhạc á, lớn lắm. Mình không quay được nữa các bạn. Nên mình ở trên đổi cái cái câu các bạn ơi. Bây giờ đồng mình lên tới nơi rồi cái mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình lên tới cái địa điểm này, mình sẽ câu ở địa điểm này, khu vực này nha các bạn. Ở đây nó thuộc về, chắc nó còn ở Tân xã Tân Định, xã Tân Định Bắc Tân Quyên Bình Dương đó các bạn. Còn khúc dưới nữa thì Hiếu Liêm, lên trên nữa lên xa lên trên nữa thì mình không biết nha các bạn. Nhưng mình cũng không rành ở bên đây dữ lắm. Rồi mình vô cái cây sung ngay đây nè các bạn, mình sẽ lụm một mớ trái sung nữa các bạn. Hôm nay mình đi mang heo chỉ có trồng hổ với cám mà các bạn, giờ lụm ít trái sung. Mình thấy đây có cây sung nè. Mình vô bờ mình lụm lụm trái sung cái rồi mình ra mình đậu ghe đàng hoàng cái rồi mình xuống cần cái mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình sạn được hai cần nha, giờ mình xuống xuống trước hai cần nha các bạn. Rồi mình đánh trùng trùng hổ luôn nha các bạn. Mình đánh ba cần trùng hổ đi, một cần trái sung, một cần cám nha các bạn. Nay mình đánh thử 5 cần đi, giờ mình xuống 2 cần trước. Trùng trùng luôn vậy nha các bạn. Cái này mình đánh dạng như đánh lửng nha các bạn. Nhìn mình dưới nha. Thử coi. Mình cũng chưa đánh kiểu này. Thấy nước chảy quá mình đánh cục chì tới 2 lạng luôn các bạn ơi. Thử coi nó sao. Chạy lắm các bạn.
hơi lớn rồi các bạn đây. Mình sẽ xuống chiều nhỏ hơn các bạn đây. Chiều đó lớn quá. Giờ mình đánh cái cục sau này nó một lạng. Một lạng tưởng đâu, tưởng đâu mới đó mà kéo luôn rồi chứ. Rồi, cục gì sau này mình đánh cục gì một lạng thôi các bạn. Để mình tóm cục chì này vô nha các bạn. Mình tạm ngưng, mình vừa vô mấy cái cần này xong cái mình xuống hết cái coi cá nó ăn cái mình quay tiếp nha các bạn. Cần bìa này cá ăn hay gì đó các bạn ơi. Đánh được có 4 cây rồi các bạn, còn cái cám mình không câu luôn nha các bạn. Dự định là mình đánh 5 cần xuống 4 cây. Đánh 3 chùm. Một cần trái sung các bạn. Này nó lôi quá, dắt vô góc luôn các bạn. Ôi vô đá rồi các bạn ơi. Vô đá. Mình để lâu quá. Hồi lên lên. Biết còn cá không? Cái đuôi trùng mà không dính các bạn. Cũng có ăn. Sửa lại. Thank you.
Hồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ chưa có con nào gớ dính luôn đó các bạn. Nước này cá không có hay sao các bạn ơi. Rồi mình làm cám, mình thả cái bơm xuống nó dính cá mè hay gì các bạn ơi. Nghe nó giật quá trời luôn rồi. Mưa tới luôn rồi nè. Để kéo lên coi con cá gì cái này. Ok. Trời. Bự bự bự. Cá bự các bạn. Con này được nha. Cái gì mạnh dữ trời. Trời ơi, nó chạy ra các bạn coi nè. Thấy nó gịch nhẹ quá mà sao. Cái gì đây? Trời. Cá bự lắm các bạn. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Cá này cái gì trời. Mình thấy luôn rồi các bạn. Cái giỡn ra sẵn các bạn ơi, cái bị cái lưỡi cá mè nhỏ xíu à. Còn lý nha các bạn. Cái gì đây? Đã, đã các bạn ơi. Chưa thấy cái gì luôn. Ừ, cá cha, cá cha. Cá cha các bạn. Cá cha ăn, ăn bơm trời. Các bạn, giục luôn các bạn. Giục luôn nè. Rồi con cá cha. Trắng tươi, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Phê. Cá cha ăn bơm. Thấy nó gịch nhẹ lắm các bạn mà ấy con này chừng ký nha các bạn. Có lý, người tới rồi. Rồi, để dính cái dính cái chai bơm vô đây rồi để mình xử lý em nói rồi cái này. Trắng tươi các bạn, con này chuẩn ký rồi, để mình đẩy cái che cái máy lại các bạn ơi, mưa tới rồi. Rồi mình bỏ nó vô cái van ghe này các bạn, con này hơn ký nha các bạn, con cá đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Giờ cũng trưa rồi các bạn, cỡ tầm 10 12 giờ rồi mới dính con đầu tiên á. Đây nó ăn cái cám gì nè các bạn. Mình quýnh trái bơm, mình quýnh cá mè mà nó ăn dính đó. Những trái bơm của mình nó có mót nha các bạn, trong cái lưỡi nó có mót á. Nước có đổ cỡ gì mà sao cá không có các bạn. Ba cái cần này, một cái cần này quýnh tay sung. Hai cần ngoài đây mình quýnh trùng. Trùng luồn luôn mà, trùng ngâm muốn thúi luôn mà chưa ăn luôn các bạn. Đợi thêm một chút nữa coi nó làm sao nha các bạn. Giờ chắc mình phải trời ruột nó neo rồi các bạn ơi. Mình cuốn cần lên rồi chắc mình nấu mì mình ăn các bạn, ruột neo rồi. Ruột cái neo tôi xuống tới dưới này luôn rồi. Để coi nó mắc lại không. Mắc lời rồi. Nếu mắc lời thì mình chiến tiếp nha các bạn, khỏi dời. Rồi cả nhà vậy các bạn ơi, ông trời ông chuyển mưa đen trời hết trơn rồi. Mình sợ ổng dông mưa các bạn, mình vô cái chỗ này mình núp đặng mình nấu mì mình ăn. Giờ này cũng gần 1 giờ rồi các bạn. Mình sang dù bọng đồ sẵn rồi cả nhà. Không có mưa đặng mình cắm lên. Cắm lên đặng đặng mình ăn mì nha các bạn. Tranh thủ nấu mì ăn các bạn ơi. Mưa tới rồi. Mưa tới liền thì luôn á. Đây mình có đem sẵn đồ mình làm sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Xong nồi đồ chén đũa rồi sạch sẽ hết nha. Rau đồ mình cũng làm sẵn hết rồi các bạn ơi. Tiến hành mình bật lửa lên. Tranh thủ các bạn ơi. Tới ạ. Sợ không kịp ăn luôn như với ổng luôn á các bạn. Bây giờ mình đổ mì vô. Ủa đổ nước vô. Bây giờ mình khui lấy đồ niêm trước nha các bạn.
tới luôn rồi, dòng tới luôn rồi. Hồi nãy ngay chỗ đó mình không thể nấu được nha các bạn, vì chắc chắn 100% luôn á là ông trời ông sẽ dâm nha các bạn. Mình thấy không ổn rồi, mình chạy về cái bến ghe mình luôn nữa các bạn. Ở đây là cái bến ghe mình này. Nấu mì ăn xong rồi mình nhắm ổn thì mình xuống đầu dưới mình chút xíu mình câu tiếp, còn không thì mình ra mình dỡ ba cái lú của mình để mình về nha các bạn. Mình đặt ba cái lú để kiếm ăn á các bạn. Ra dỡ rồi có cá không? Rồi, mình nấu mì ly các bạn. Mì lẩu Thái nó chua chua ngọt ngọt á. Mình rất thích cái ăn cái loại mì này nha các bạn. Mỗi người có một cái sở thích. Cho hết vô luôn, một ly mình cho hết vô luôn. Dao này ở cái kéo này mình hay cắt dây đi câu đó các bạn. Mình phải rửa cho nó để hơi nó. Rồi, có lý rồi. Đó, cả nhà giờ các bạn thấy dòng chưa? Thấy không dòng chưa? Chắc chắn 100% mưa tới luôn á cả nhà. Nhìn miếng miếng đi. Đó. Về chưa? Rồi. Mình có cây dù nha cả nhà. Này mình vừa chuột. Mình gọt sẵn rồi. Cho vô trước cỡ chín nha. Đây mình chờ đợi chắc mình bọc cây dù lên luôn các bạn ơi. Chờ đợi cho dưa nó chín rồi cái mình bọc cái dù lên nha các bạn. Giờ mình bọc cái dù lên, mình tạm dừng cái nha. Rồi mình dựng cái dù lên đợi các bạn. Mình mới vừa đổ cái gỗ rau ra nè. Gỗ rau ra, với mình sạn ớt đồ ra cả nhà. Đây, ớt luôn các bạn. Nước cái sôi lên nãy giờ sôi rồi nha các bạn. Đợi cho dưa nó chín á, giờ nước sôi lên rồi mình thả tép vô nha các bạn. Thì tép hồi sáng giờ mình để trong cái thùng đá mình ướp nó các bạn ơi. Để nước đá cho nó tươi á. Mình này mình ở nhà mình cũng mừng làm sẵn hết rồi. Cái bịch tép này mình làm sẵn hết rồi. Thì mình cho nó vô nha các bạn. Đây, em ở đây. Lấy cái đũa mình nhập vô. Nó tươi không các bạn? Nước đá nó tươi ha, tươi xanh luôn. Ai da rồi, rớt hết con rồi các bạn. Rớt xuống ghe hết con rồi. Để mình lấy nước mình rửa nó. Đây, em ở đây. Giờ mình rửa bằng cái nước suối luôn. Nước mình đem theo uống nó nha. Ở sau mình còn cái bình nước suối uống. Để mình có nấu mì rồi ăn hay gì. Cái mình đói mình nấu mì ăn các bạn. Nấu bằng nước suối nha các bạn. Cho nó chín cái thiệt chín rồi mình bỏ rau vô các bạn ơi. Hấp dẫn quá các bạn ơi, quá đã.
cũng đói lắm rồi. Sáng ăn có ổ bánh mì đi tới giờ luôn á các bạn. Đam mê. Sắc ớt vô. Sắc ớt vô vô đây luôn, hồi cái mình cho nó vô luôn á các bạn. Có ớt nó mới ngon. Cho nó cay nó mới ngon. Nước đổ này giữ tận hồi nó ra hâm lú coi nó trúng bánh luôn các bạn. Có ba cái nè các bạn ơi. Hai trái à. Còn hai trái rồi các bạn ơi. Hồi nữa mình làm nước mắm mình chấp. Muốn ăn cay thì mình làm nước mắm mình chấp. Cái chén nước mắm, ô cái dĩa nước mắm rồi, đây ớt bớt, để ra đây, sắc sắc ớt này là nước mắm chấm các bạn. Gió mạnh quá trời hết rồi. Mà hồi chiều nay chắc mưa dữ tận nữa các bạn ơi. Chân trời đen thui hết trơn rồi. Ba trái đi. Cài tới cài mình. Chạy nước mắm luôn rồi. Vừa chín luôn rồi các bạn ơi. Trở màu là chín đây. Để mình thử coi nó vừa ăn luôn các bạn ha, lạc thôi. Hơi lạc các bạn ơi. Cho miếng nước mắm vô. Chấm bít thôi. Cho miếng nước mắm vô cho nó đậm đà các bạn. Quá quá tuyệt vời. Được rồi, được rồi. Ngon rồi. Ngon ngon. Vừa rồi. Chén chén đũa có muỗng đồ luôn nữa các bạn. Xong giờ đầu mình bỏ gạo vô nha các bạn. Đây, gạo gạo ớt luôn. Gạo cần có ngò rồi luôn các bạn, có hành lá rồi luôn á. Cái này nó màu chín lắm các bạn ơi, chín này. Rồi xong cái mình cho cái mì đi vô, ăn chút gói đi các bạn ơi. Để cho nó chín đi. Thank you.
trước giờ mình dùng á thì mình sẽ múc ra cái chén nha. Mời ông bà cậu ở dưới sông dưới suối nha, lúc mặt lúc này ở đây ăn mì gói với con. Mời bà cậu nha, lúc mặt lúc này ở dưới sông dưới suối nè, ăn mì với con nha. Rồi sau mình kiến mấy ông xong rồi cái mình dùng các bạn đây. Xin mời cả nhà và các bạn ha. Ăn mì cùng mình nha. Giờ đói ăn cái gì cũng ngon hết các bạn ơi. Tôm này nãy mình không có lột các bạn, không có lột ra giờ mình phải ăn, chắc mình phải nhả vỏ rồi. Còn mình xin mời các bạn nghe dùng với mình con tép ra. Quên lột các bạn, quên lột, bây giờ mình ăn phải nhả vỏ. Nó đã. Chuyển mưa mà mưa vậy nữa, giờ mình ăn mì nóng như là quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hai gói là vừa các bạn, múc hai gói là ok luôn. Dòng mưa tới các bạn. Hứa mà qua đây mình ở mình công một ngày là mình phải chiến một ngày các bạn, mới có nửa hơn nửa ngày à. Được có con cá tra chừng hơn ký lô, cá đó dính cũng may mắn nhờ mình lấy cám mình trộn ra, mình lấy trái bơm mình bẻ đè quăng xuống sau sát vô trong cái gốc sung ở sau hên nó ăn nó dính các bạn. Chết chút mưa xảy à, mình hạ nó vợt xuống cái dừa bê nó vô cái nó giục cái bơm ra luôn các bạn, giục lưỡi luôn. Cá chưa có nhiều các bạn ơi, nó nói mà có nhiều mình ở mình chiến đêm luôn, nó không có nhiều. Nước đang lên, nước đang đổ các bạn, mưa càng dữ là nước nó lên càng dữ.
Tép này chắc ngon quá các bạn ơi. Giờ mình bóc một cái. Để mình vớt cái mì cũ mì này hết ra đi, cho vô gói mới các bạn. Cho thêm gói nữa, hai gói là vừa luôn. Rộng dưới cái hầm nó nhào cái cả nhà các bạn. Mời cả nhà và các bạn ha. Con này con tép lột các bạn. Mời cả nhà và các bạn ha. Mình tính hết một cái một luôn mà cái con này nó quá bự ăn không hết các bạn ơi. Phải vô miếng ớt nó mới được. Chưa đã nữa, thêm miếng nữa. Đó, vừa tới luôn rồi ha. Vừa kịp lúc luôn các bạn. Mình thấy cái chân trời nó ở dưới cái chân trời nó đen hui mà mình nghi rồi. Chạy riết về đây liền. Phê quá phê ngon quá. À, mình tắt lò nha các bạn, tắt cái lò cái chín mì cũng chín luôn. Tới giờ luôn. Chập xuống á. Không xem mưa tối tời tới đất luôn nha các bạn. Đen khui hết. Mình về tới đây cái bến mình nó ấm cúng rồi các bạn ơi. Cho hâm nước mắm cho các bạn, cho nguội các bạn, một miếng mì nữa, vớt thêm miếng mì nữa. Vừa này ăn nóng gì quá đã luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Con này bự quá không hết các bạn ơi, chia làm hai đi, hai lần đi. Quá là chặt vô miếng ớt luôn. Mưa đến luôn. Giờ ăn xong rồi cái có cái chỗ mình ngủ một giấc sướng các bạn, đã.
Rồi mưa to lắm rồi các bạn ơi. Giờ mình tạm dừng máy lại, cái mình ăn, mình xử lý xong cái này cái hồi nữa coi nó hết mưa cái mình ra mình dỡ ba cái lú rồi các bạn. Quay cái cảnh mình dỡ ba cái lú cho cả nhà và các bạn xem cái thành quả đó, rồi chắc mình về luôn các bạn ơi. Giờ hết câu rồi, mưa vậy đâu có câu được nữa. Sau một hồi mình cũng chiến được hết cái nồi mì này các bạn, sạch sẽ luôn. Bây giờ mình dọn dẹp, vẫn còn mưa to nè các bạn, coi nè mưa nè. Mình dọn dẹp cái mình xây ra ngoài sâm luôn các bạn xem, mưa nè, tối trời tới đất luôn. Mình dọn dẹp mấy cái cần câu với dọn dẹp cái đồ ăn mình đó các bạn, rồi mình dẫn cái dù lên mình qua thăm lú luôn các bạn, mình quay cảnh thăm lú ở sông Bé cho các bạn xem cái người mình về luôn các bạn ơi. Chứ trời này không thể tạnh được không, không mưa kiểu mà mưa dầm rồi các bạn. Coi nè đó, bây giờ phía trên rừng là ổng mưa tối trời tối đất ở trên đó luôn rồi các bạn, hết biết luôn không, mịt mù luôn. Rồi mình dọn cái này xong cái mình đi thăm lú luôn các bạn ơi. Rồi mình lại thăm cái lú đầu tiên luôn nghe các bạn, đang chỉnh cái máy cho nó ngay lại các bạn ơi. Trời chưa hết mưa luôn, để cái dù mình che luôn ngay đây cái bến ghe mình nghe các bạn. Cái lú đầu tiên mình đặt ngay đây nè, còn hai cái kia thì nó ở đầu dưới, hồi nữa không biết làm sao rồi. Để cái dù này qua cái khu đó không. Dướng cho gai các bạn, ở bên này là mé, đây là cho gai. Cái này mình tháo mình đem lên luôn nha các bạn. Ở dưới kia nó có cái dưới đây có cái gốc cây các bạn, mình tháo mình dời lên chút các bạn. Hồi bữa mình đặt nước cạn, bữa nay nước nó ngập lên rồi, giờ sâu dữ lắm ở dưới rồi, mấy cái dưới hồi nó không biết mình gà tới nổi không nghe các bạn, nó lên cả hơn 1 mét nước rồi. Ôi nó mất thời gian dữ rồi, được 3 mối cái khó gà quá. Nước nó đạp nữa. Chết. Dưới cây làm sao các bạn ơi. Đấy. Có gì không? Trời ơi. Có 2 con cá rồi các bạn. Đây không có, đụng cá chốt chuột. Rồi. Đấy cái đầu này có không các bạn? Bữa mình đặt cái này là mình nghe nó không im mà. Mưa nước nó lên cái này. Để mình dời đi cái này đi nơi khác là các bạn, nước nó đạp nổi lên luôn, đầu trên không có, đầu này có. Để mình bắt, mở ra bắt cá ra luôn các bạn. Rồi thôi mình tạm dừng lại cái, mình xuống đầu dưới mình thăm mấy cái dưới coi nó có rồi bắt lượt luôn các bạn ơi. Rồi mình đang thả trôi xuống dưới cái hai cái dưới các bạn. Cái này bữa mình về đây mình thả đại đi các bạn, đi thăm bẫy gì mình thả đại đi nó không ngon.
hồi nữa mình dời cái đó lên đầu trên các bạn. Còn ngay đây mình có một cái nữa, cái này là im hơn nè các bạn. Cái dải này là người ta đang đặt cái chạm bơm của người ta các bạn. Cái này có lý mà giờ sâu lút rồi các bạn ơi. Giờ mình thấy gà. Cái gà kiếm cái kiếm cho nó ở đâu nữa các bạn, chứ nó dữ lắm rồi. Không biết gà có nổi không nữa. Nó ngập lên trái cây mất tiêu luôn rồi trời. Chết rồi, chết rồi. Thôi lại nửa trái cây rồi luôn rồi. Gà nổi lên nữa. Cái này trúng mánh nha các bạn. Cái này thì ngon chứ còn cái đằng kia chắc cũng không im lắm nha các bạn. Sao nghe cá đâm gì trên trời, nghe cá giải gì trên trời. Trời ơi, được có hai con nha các bạn, một con cam cát với một con cá cái rảnh nha các bạn ơi. Có mấy con cá con à. Để coi đồng này coi có không. Ủa, nước này vậy không có cá rồi các bạn, cái nhà ơi. Đồng này cũng không có luôn. Được có mấy con rồi. Ừ, có mấy con rồi các bạn ơi. Không đủ trộn mình nó ăn nữa. Rồi, để mình xử lý em nó ra rồi cái mình xuống hầm cái nữa nha các bạn. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm ba cái luống cũng xong rồi. Thì nãy mình câu được con cá cha nè các bạn. Con cá cha này mình ăn ngày mai nha các bạn. Con này hơn ký các bạn. Câu cái lăng xê mà nó dính cái trái bơm á. Dở mấy cái lú được thêm mấy con cá trắng nữa các bạn. Với được ba con cá chúc. Gọi là hai cá chúc chuột các bạn. Với con cá chúc này, con cá chúc trắng này là hay là con cá gì đây mình không biết. Hận con lăng vàng các bạn ơi. Này con lăng vàng này nhỏ quá mình thả đi các bạn. Sức nó lớn dữ lắm mà mình bắt nó nhỏ vậy uổng nha các bạn. Con cá mẹ này cũng vậy nữa các bạn. Con cá này con cá gì cũng vậy. Con cá này làm như con cá này, này gọi là con cá gì. Không phải con cá mè đâu nha các bạn. Ở đây gọi là con cá gì á mình cũng quên rồi, mà lá cá này ngon lắm nha các bạn. Cái giống này quý nha các bạn, mình thả luôn. Cá đó mắc tiền á, nó giống nó mắc tiền các bạn. Rồi thôi, thành quả mình lấy nhiêu đây thôi các bạn. Nhiêu đây đủ ăn. Còn cá bông cát nè.
hai cá chúc chuột với hai cá mè nhiêu đây về mình kho được rồi các bạn ạ. Cũng có lý vất vả nhưng mà cũng ngon nha các bạn, được con cá cha ngon. Hãy chân trình mình thăm lú và đi câu ở sông Bè đến đây cũng xin kết thúc nha. Cuối video cũng cho anh Võ phải lòng gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.